Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói nỗ lực bắt giữ Tổng thống Nga Putin khi ông đến nước này vào tháng tới sẽ là lời tuyên chiến với nước Nga. Ông Putin thăm Nam Phi, Tổng thống Ramaphosa từ chối tuân thủ lệnh của ICC. Nga liên tục không kích Odessa. Ông Trump cho biết EU nên chi trả cho vũ khí Mỹ ở Ukraine. Nga và Ukraine giằng co ở miền Đông, tướng Mỹ nói về cuộc phản công của Kiev. Chào ơn quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Ông Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg vào tháng tới. Ông là mục tiêu của lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, nơi Nam Phi là thành viên, và theo quy định, nước này phải thực hiện yêu cầu của ICC nếu lãnh đạo Nga tham dự sự kiện. Chính phủ Nam Phi đang ở thế tiến thoái lưỡng nan về ngoại giao. Một mặt là sức ép từ tòa ICC, mặt khác đảng đối lập hàng đầu của nước này, Liên minh dân chủ DA, đang cố gắng buộc chính phủ phải ra tay và đảm bảo nhà lãnh đạo Nga sẽ bị giam giữ và giao nộp cho ICC nếu ông bước chân vào Nam Phi. Tuy nhiên, tổng thống Cyril Ramaphosa nói, yêu cầu của DA là vô trách nhiệm cảnh báo an ninh quốc gia đang bị đe dọa theo ông nam phi đang tìm kiếm sự miễn trừ theo các quy tắc của icc viện dẫn việc bắt giữ ông putin có thể đe dọa an ninh hòa bình và trật tự của quốc gia nếu không phù hợp sẽ mạo hiểm gây chiến với nga ông serin ramaphosa nói đồng thời cho biết thêm điều này sẽ đi ngược lại nghĩa vụ bảo vệ đất nước của ông Vụ bắt giữ cũng sẽ làm suy yếu sứ mệnh do Nam Phi lãnh đạo nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và đóng cửa giải pháp hòa bình, Tổng thống Cyril Ramaphosa cho hay. Tháng trước, Tổng thống Cyril Ramaphosa dẫn đầu một phái đoàn gồm 7 quốc gia châu Phi, trong đó có đại diện của Ai Cập, Senegal và Zambia, để tham gia các cuộc đàm phán về hòa bình với Nga và Ukraine. Nam Phi hiện là chủ tịch luân phiên của BRICS, tập hợp các cường quốc kinh tế, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc các hệ thống phòng không Ukraine đã đẩy lùi một cuộc không kích của Nga vào cảng Odessa trong đêm thứ hai liên tiếp, thống đốc khu vực cho biết. Nga đã tấn công các cảng của Ukraine từ ngày 18 tháng 7, chỉ một ngày sau khi rút khỏi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn về xuất khẩu ngũ cốc an toàn ở Biển Đen. Không đến gần cửa sổ, không chụp ảnh hoặc làm lộ công việc của lực lượng phòng không, thống đốc Odessa Oleg Keeper viết trên ứng dụng Telegram. Toàn bộ phần phía đông của Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động không kích, bắt đầu ngay sau nửa đêm ngày 18 tháng 7. Trong khi đó, Moscow và Kiev đưa ra các thông tin khác nhau về tình hình giao tranh ở hướng đông bắc Ukraine ngày 18 tháng 7. Ukraine tiếp tục triển khai chiến dịch phản công ở miền đông và miền nam. Nga vừa mở một cuộc tiến công trên bộ ở phía đông bắc. Moscow nói rằng chiến dịch phản công của Kiev đã thất bại. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến thêm 2 km về hướng Kupian, một giao lộ đường sắt quan trọng ở khu vực Đông Bắc Kharkiv. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia khẳng định lực lượng Ukraine đang nắm thế chủ động ở khu vực này. Bà nói rằng lực lượng Ukraine đạt được những thành tiệu mới gần 3 mút. Ông Valery Sachen, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở mặt trận phía Nam, báo cáo giao tranh ác liệt xung quanh làng Staromaskoi ông nói chúng tôi đã đạt được tiến triển qua các con phố nhưng cũng cho biết lực lượng ukraine chưa thể kiểm soát hoàn toàn ngôi làng kể từ khi ukraine bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng trước lực lượng của họ được trang bị vũ khí và đạn dược mới trị giá hàng tỷ đô la của phương tây nhưng vẫn chưa tạo ra được bước đột phá lớn nào để có thể vượt qua phòng tuyến được bảo vệ nghiêm ngặt của nga trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã không ít lần đụng độ với các đồng minh NATO, yêu cầu họ phải đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự và cho rằng Liên minh quân sự phương Tây đã lỗi thời. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một giải pháp mới để tài trợ cho việc thay thế vũ khí Mỹ gửi tới Ukraine trong bối cảnh Kiev xung đột với Nga, yêu cầu các đồng minh châu Âu trả tiền cho việc này. Ông Trump tiết lộ ý tưởng này trong một video vận động tranh cử được đăng tải vào hôm 18 tháng 7 khẳng định sẽ dựa vào châu Âu để bổ sung các kho dự trữ của Mỹ nếu tái đắc cử Tổng thống vào năm 2024. Ông tuyên bố rằng người kế nhiệm ông, Tổng thống Joe Biden, đã lãng phí một cách dại dột vị thế quân sự hung mạnh mà ông đã gây dựng sau khi nhậm chức vào năm 2017. Tôi sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả cho chúng tôi chi phí xây dựng lại các kho dự trữ vũ khí được gửi đến Ukraine. Điều họ nên làm ngay bây giờ. Nhưng Joe Biden quá kém và thiếu tôn trọng, thậm chí chỉ yêu cầu Ông Trump nói, cựu Tổng thống nói thêm rằng, trong khi Washington gửi hoặc hứa viện trợ gần 200 tỷ USD cho Kiev, các đồng minh châu Âu chỉ đưa ra một phần rất nhỏ. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump không ít lần đụng độ với các đồng minh NATO, yêu cầu họ phải đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự và cho rằng Liên minh quân sự phương Tây đã lỗi thời. Ông chỉ ra hai hành động trong tháng này của ông Biden. Đó là thừa nhận kho dự trữ đạn dược của Mỹ ở mức thấp và huy động lực lượng dự bị triển khai ở châu Âu là bằng chứng cho thấy vị thế an ninh suy yếu của Washington. Theo ông Trump, cách đây chưa đầy 3 năm, tôi đã xây dựng lại hoàn toàn quân đội Mỹ và đưa nước Mỹ vào một vị thế toàn cầu mạnh mẽ, duy trì hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta đã có hòa bình nhờ sức mạnh. 29 tháng sau, các kho vũ khí chống rỗng, các kho dự trữ chống rỗng, kho bạc cạn kiệt, hàng ngũ đang bị mòi móc, đất nước của chúng ta hoàn toàn bị sỉ nhục, ông Trump khẳng định với tình hình hiện tại việc xem xét cho phép ukraine gia nhập nato là hoàn toàn không cần thiết ông trump nói ông cũng cho rằng điều cuối cùng chính quyền nên làm là mạo hiểm chiến tranh với nga hoặc trung quốc có vũ khí hạt nhân hay các quốc gia khác cựu tổng thống cam kết rằng khi trở lại nhà trắng ông sẽ ngay lập tức thực hiện lại các chính sách đối ngoại nước mỹ trên hết trong đó có việc nhấn mạnh vào hòa bình và ổn định Ông Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào cuối tuần trước rằng ông sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách buộc Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Cựu Tổng thống tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quân sự của Mỹ, nhưng thêm rằng lầu năm góc cần phải giảm chi phí đơn vị để thúc đẩy đồng USD tăng giá hơn nữa. Với tất cả số tiền chi cho lầu năm góc, Việc chúng ta hết đạn dược hoặc không thể nhanh chóng sản xuất vũ khí cần thiết là không thể chấp nhận được. Tư lệnh lục quân Ukraine nói rằng tình hình ở miền Đông tương đối phức tạp. Tướng Makhmilei nói cuộc phản công của Kiev không thất bại dù diễn ra chậm hơn dự tính. Tướng Oleksandr Shishki, tư lệnh lục quân Ukraine, đã tới thăm các đơn vị của nước này đang tác chiến ở tiền tuyến phía Đông. Để làm chậm nỗ lực phản công của chúng tôi ở Bamut, đối phương đang điều động thêm nhiều quân và khí tài tới đây phần lớn trong số này là các đơn vị đổ bộ đường không. Bên cạnh đó, Nga cũng huy động thêm lực lượng tới Kupian, nhưng chúng tôi vẫn đang giữ chân được đối thủ. Tình hình tương đối phức tạp, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, ông Sisky nói. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã tiến thêm 2 km dọc theo mặt trận và tiến sâu 1,5 km ở Kupian. Theo hướng Đông Nam, quân đội Nga cũng đã ngăn chặn nỗ lực tiến công của Ukraina tại Japorizhia. Ukraine đã giành được một số khu vực định cư tại đây, nhưng diễn biến phản công vẫn rất chậm. Cùng ngày, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, cuộc phản công của Ukraine không thất bại dù diễn ra chậm hơn dự tính. Cuộc phản công của Kiev bắt đầu từ khoảng 5 tuần trước và diễn ra chậm hơn so với các kịch bản đã được dự báo. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Những bãi mìn ở ngoài kia thực sự nguy hiểm, khi gặp phải chúng, các đơn vị có xu hướng chậm lại để giảm thiểu thiệt hại. Đây là một quyết định đúng, ông Milley nói. Cũng theo ông này, Ukraine vẫn còn một lực lượng đáng kể chưa được triển khai trong cuộc phản công. Kiev vẫn đang ẩn giấu thực lực, họ đang chủ động giảm nhịp độ phản công để có thể vượt qua tất cả các bãi mìn của đối thủ. Ông Milley nói thêm. Quốc hội Nga vừa qua thông qua luật nâng mức tuổi tối đa động viên quân thêm ít nhất là 5 năm, cao nhất có thể lên tới 70 tuổi. Luật mới đồng nghĩa với việc những sĩ quan cấp bậc cao nhất trong lực lượng dự bị có thể được gọi trở lại ở tuổi 70 thay vì 65. Cũng theo luật mới, tuổi phục vụ trong quân đội của các cấp bậc cao tiếp theo được nâng từ 60 đến 65. Độ tuổi, các sĩ quan cấp dưới được nâng từ 55 lên 60. Giới hạn độ tuổi chung của toàn bộ binh lính được nâng từ 45 lên 55. Đến đây 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.